Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 28 tháng 1 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, như vậy là những ngày đầu xuân Canh Tí đã đi qua. Dưới ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh phía Bắc nên miền Bắc đã đón xuân trong tiết trời rét buốt. Đợt rét này được coi là đợt rét sâu nhất và mạnh nhất từ đầu mùa đông. Do vậy bà con cần hết sức đề phòng và lưu ý chăm sóc cây trồng vật nuôi. Theo dự báo, đêm nay sang đến ngày mai, khối khí lạnh sẽ được bổ sung thêm, do vậy tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ. Vùng núi cao như là Sapa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn hay là Trùng Khánh sẽ có nhiệt độ thấp nhất ngày dưới 3 độ, cùng với độ ẩm không khí cao nên trời tiếp tục rét buốt. Còn hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc ở mức là 9 đến 12 độ. Ngày mai mưa giảm nhưng trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 15 cho tới 18 độ. Theo cảnh báo xa hơn thì rét đậm rét hại còn có khả năng kéo dài thêm nhiều ngày tới, do vậy cây trồng vật nuôi cần được ủ ấm. Thưa bà con, vui xuân đón Tết nhưng bà con các tỉnh thành miền Bắc cũng đồng thời chuẩn bị cho việc cấy lúa đông xuân. Đây là vụ lúa chính cho năng suất, sản lượng và chất lượng lúa tốt nhất trong năm. Và để có được ruộng lúa khỏe đầu vụ, bà con cần lưu ý các điểm sau. Cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng thật tốt bằng cách dọn sạch cỏ bờ, bụi rậm nhằm triệt nơi trú ẩn của các loài dịch hại, đồng thời tiến hành diệt chuột để giảm sự gây hại của chúng khi cấy lúa. Bà con cần đồng loạt ra quân diệt chuột ngay từ đầu vụ, thực hiện biện pháp diệt chuột có hiệu quả để hạn chế thấp nhất chuột cắn phá lúa giai đoạn về sau. Cùng với đó, bà con cần tranh thủ bừa ngả đất để đất ngấm no nước sau những ngày để ải. Sau khi bừa ngả, bà con cần giữ mực nước trong ruộng ngập đất, không để ruộng khô, cần đắp bờ ao để giữ nước. Nếu có thời gian thì bà con có thể cày lật đất một lần nữa sau khi bừa ngả, sau đó thì bón vôi, bừa cấy để khử chua cho đất. Bà con chú ý là san phẳng ruộng để công tác gieo cấy, chăm sóc và giữ nước về sau được thuận lợi hơn. Hiện tại thời tiết rét đậm rét hại, bà con cần tăng cường chống rét cho mạ. Bà con có thể rắc cho bếp giữ mực nước trên mặt ruộng từ 2 đến 3 cm, đồng thời phủ ni lông để mạ có thể sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo đủ mạ cho sản xuất. Bà con chú ý là không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét, nếu lúa bị chết phải dập lại và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm. Đồng thời bà con chú ý là tuyệt đối không gieo cấy khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ. Tiếp tục với tình hình thời tiết miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và dông. Nhiệt độ ngày đêm dao động quanh mức 12 cho tới 19 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa chỉ xuất hiện ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ ngày đêm là từ 17 cho tới 24 độ. Trong khi đó, ở Bình Định cho tới Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt từ 20 đến 29 độ. Do không khí lạnh khuếch tán xuống nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mặc dù nằm rất xa về phía Nam nhưng thời tiết cũng phần nào chuyển biến. Trời vẫn có nắng và hầu như không mưa, tuy nhiên nền nhiệt giảm phần nào. Ở Tây Nguyên, sáng sớm nhiệt độ là từ 12 cho tới 15 độ, cao nhất ngày là 23 cho tới 26 độ. Ở Nam Bộ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cũng tương đối lớn, mức nhiệt thấp nhất từ 19 đến 22 độ, trong khi cao nhất ngày lên đến 30 đến 32 độ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chủ yếu ở khu vực Hòa Bình, trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, có nơi thấp hơn, cao nhất từ 16 đến 18 độ, khu Tây Bắc có nơi cao hơn, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm, trời rét đậm rét hại, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, cao nhất từ 15 đến 18 độ, độ ẩm từ 89 đến 93%. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét, phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, cao nhất từ 16 đến 19 độ, phía Nam cao hơn, độ ẩm từ 80 đến 95%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam 26 đến 28 độ, độ ẩm từ 83 đến 88%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, cao nhất từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.